Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 9, Quyển 16, Phẩm Thăng Lên Đỉnh Núi Tu Di thứ 13. Giảng giải: Núi Tu Di nằm chính giữa bốn đại châu Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu, dùng kim cang làm nền móng. Trong biển có 84.000 do tuần. Phía ngoài núi Tu Di là biển hương thủy, biển nước thơm. Bao bọc núi Tu Di có 7 tầng biển hương thủy chảy chung quanh, có 7 tầng núi vàng bao bọc. Phía ngoài núi vàng của tầng thứ 7 thì có biển nước mặn, phía ngoài của biển nước mặn thì có núi Thiết Vi. Diện tích tầng thứ 2 là 8.000 do tuần, diện tích của tầng thứ 3 là 4.000 do tuần, diện tích của tầng thứ 4 là 2.000 do tuần. Lại có 4 thứ màu sắc, đó là màu vàng, màu bạc, màu kim cang, màu lưu ly. Trời Tứ Thiên Vương ở lưng trường giữa núi Tu Di, trời Đao Lợi ở trên đỉnh núi Tu Di. Đỉnh núi này đều là nơi người trời và bậc thánh nhân ở, vì chưa lìa khỏi đất cho nên gọi là địa cư thiên. Tu Di dịch là diệu cao, từ hai chữ diệu cao mà nhìn thì tòa núi này khả hữu khả vô, có thể có thể không. Lúc nhìn thấy thì chẳng thấy đỉnh của nó, lúc chẳng thấy thì núi vẫn sừng sững. Tại sao? Vì là diệu cao. Đỉnh núi đó ngoài các vị tiên và thánh nhân dùng thần thông mới đến được đỉnh, còn các phàm phu chẳng đến đỉnh được. Vì nó là cảnh giới diệu không thể tả, cho nên gọi là núi diệu cao. Phật Thích Ca Mâu Ni từ điện Phổ Quang Minh thăng lên đỉnh núi Tu Di để vì chư thiên mà diễn nói diệu pháp của Kinh Hoa Nghiêm. Song ngài chẳng động tòa ngồi, vẫn ngồi ở dưới cội Bồ Đề nhập định. Ở trong định phóng quang minh gia bị cho các Bồ Tát, đại biểu diễn nói phẩm thăng lên đỉnh núi thuộc về thứ 13. Kinh văn: Bấy giờ do oai thần lực của Như Lai, mười phương tất cả thế giới, mỗi mỗi tứ thiên hạ trong cõi Diêm Phù Đề đều thấy Như Lai ngồi dưới cội Bồ Đề, đều có Bồ Tát nương thần lực của Phật mà diễn nói pháp, hết thảy đều cho rằng mình luôn ở trước Phật. Khi nói xong hội thứ hai thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ra đại oai thần lực trong mười phương vô lượng vô biên thế giới, trong cõi Nam Diêm Phủ Đề, Nam Thiểm Bộ Châu của một tứ thiên hạ, bốn đại châu, mười phương thế giới chúng sinh đều thấy Phật ngồi dưới cội Bồ Đề thành chánh đẳng chánh giác. Bên thân của mỗi vị Phật đều có vô lượng vô biên Bồ Tát nương đại oai thần lực của Phật để diễn nói tất cả các pháp. Mỗi vị Bồ Tát và tất cả chúng sinh đều nói như vậy. Phật luôn đối diện với mình mà nói pháp. Đây cũng giống như mặt trăng, chúng sinh ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc đều nói mặt trăng ở trước họ, chiếu sáng họ. Ví như thuyền chạy ở trong biển, thuyền chạy về hướng Đông thì cảm thấy mặt trăng đi theo họ để chiếu sáng họ. Thuyền chạy về hướng Tây thì cảm thấy mặt trăng đi theo họ để chiếu sáng họ. Thuyền đậu tại chỗ thì cảm thấy mặt trăng trụ ở trong hư không để chiếu sáng họ. Chúng sinh cõi Nam Diêm Phủ Đề cảm thấy Phật đang ở trước họ để vì họ nói pháp. Chúng sinh cõi Nam Diêm Phủ Đề trong mười phương thế giới cũng đều nghĩ như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn chẳng lìa khỏi dưới tất cả cội Bồ Đề mà thăng lên đỉnh núi Tu Di hướng về cung điện của trời Đế Thích. Khi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng lìa khỏi dưới tất cả cội Bồ Đề vẫn an nhiên nhập định. Pháp thân của Phật dùng pháp giới làm thể tướng hay ở khắp mọi nơi, cho nên chẳng động bổn tòa mà thăng lên đỉnh núi Tu Di hướng về cung điện của trời Đế Thích. Bấy giờ trời Đế Thích ở trước điện Diệu Thắng xa trông thấy Đức Phật đến, bèn dùng thần lực trang nghiêm cung điện đó, trang trí tòa sư tử Phổ Quang Minh Tạng. Tòa đó đều diệu báu làm thành. Lúc đó trời Đế Thích ở trước điện Diệu Thắng xa trông thấy Phật Thích Ca Mâu Ni đến, bèn dùng sức thần thông để trang nghiêm điện Diệu Thắng, trang trí tòa sư tử Phổ Quang Minh Tạng. Tòa đó dùng tất cả diệu báu làm thành. Có 10.000 tầng cấp rất đẹp trang, 10.000 lưới vàng giăng che phía trên, 10.000 thứ màn, 10.000 thứ lọng bày trí chung quanh, 10.000 lụa thêu thòng rủ khắp nơi, 10.000 chuỗi châu báu xen kẽ khắp bốn phía, 10.000 y phục phô bày khắp trên tòa, 10.000 thiên tử, 10.000 phạm vương vây quanh trước sau, 10.000 quang minh chiếu sáng. 10 là bắt đầu vô lượng số,
biểu thị ý nghĩa trùng trùng vô tận. Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm tức là trùng trùng vô tận trùng trùng, diệu không thể tả. Tòa sư tử đó có 10.000 tầng cấp trùng trùng vô tận rất trang nghiêm, đặc biệt thù thắng. Lại có 10.000 lưới vàng trùng trùng vô tận để giăng tre ở phía trên tòa sư tử. Lại có 10.000 thứ màn báu, lại có 10.000 thứ lọng báu bày bố trí khắp chung quanh. Lại có 10.000 lụa thêu thòng rủ xuống để làm đồ trang sức. Lại có 10.000 chuỗi châu báu trùng trùng vô tận xen kẽ nhau khắp bốn phía. Lại có 10.000 thứ y phục phô bày trên tòa báu. Lại có 10.000 vị thiên tử và 10.000 vị phạm vương vây quanh trước sau Đức Phật. Lại có 10.000 ánh sáng trùng trùng vô tận từ các báu phóng ra để chiếu sáng tòa sư tử. Bấy giờ trời đế thích vì Như Lai trang trí tòa xong rồi, cúi mình chắp tay cung kính hướng về Đức Phật mà bạch rằng: Thiện Lai Đức Thế Tôn, Thiện Lai Đức Thiện Thệ, Thiện Lai Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác, xin nguyện Ngài thương xót mà vào cung điện này. Lúc đó trời đế thích vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trang trí tòa sư tử xong rồi, bèn khom mình chắp tay, biểu thị thân cung kính, mặt mày tươi cười, cùng cùng cung kính, khẩn khẩn thiết thiết, hướng về Đức Phật. Đây là biểu thị ý cung kính, mà bạch rằng là biểu thị miệng cung kính, thần miệng ý đều thanh tịnh mà nói với Đức Phật: Thế Tôn, Ngài đến đúng thời, thật là đúng lúc, Đấng Thiện Thệ Ngài đã đến, thật hợp thời, Đức Như Lai đã đến, hiện tại, còn cầu xin Đấng Chánh Đẳng Chánh Giác thương xót, phát tâm đại từ bi vào điện Diệu Thắng, để vì chư thiên diễn nói diệu pháp của Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn thọ nhận lời thỉnh cầu, đi vào điện Diệu Thắng, trong mười phương tất cả thế giới cũng đều như thế. Lúc đó Đức Phật thấy trời đế thích rất thành khẩn, thỉnh cầu Ngài trụ ở điện Diệu Thắng, bèn thọ nhận lời thỉnh cầu của trời đế thích, vào điện Diệu Thắng thẳng lên tòa sư tử. Trong mười phương, hết thảy thế giới, trong mỗi cõi Diêm Phù Đề, Đức Phật Thích Ca dưới cội Bồ Đề đều cùng nhau thăng lên đỉnh núi Tu Di, nhận lời thỉnh cầu của trời đế thích mà vào điện Diệu Thắng. Bấy giờ, đế thích nương thần lực của Đức Phật, trong các cung điện, hết thảy âm nhạc đều tự nhiên ngừng lại, liền tự nghĩ nhớ ở chỗ chư Phật quá khứ trong các căn lành mà nói kệ rằng: Lúc đó trời đế thích nương đại oai thần lực của Phật ở trong hết thảy cung điện, tất cả tiếng âm nhạc đều tự nhiên im bặt. Lúc đó trời đế thích hồi tưởng lại nhân duyên trong quá khứ, đã từng ở chỗ đạo tràng của chư Phật gieo trồng tất cả căn lành, bèn dùng kệ để nói rõ nhân duyên đời quá khứ. Ca Diếp Như Lai đủ đại bi, trong những cát tường vô thượng nhất, Phật đó từng vào cung điện này, thế nên nơi này cát tường nhất. Ca Diếp dịch là ẩm quang, vì Ngài hay che lấp tất cả ánh sáng, hết thảy ánh sáng đều chẳng sánh bằng ánh sáng của Ngài. Đó là ánh sáng nơi thân Ngài, lại hay che khuất tất cả tà quang, đó là bi quang của Ngài. Vị Phật đó đầy đủ đại bi quang minh ở trong tất cả việc cát tường, là cát tường vô thượng nhất. Phật Ca Diếp đó trong quá khứ đã từng vào điện Diệu Thắng để vì chư thiên diễn nói Hoa Nghiêm pháp lớn. Do nhân duyên đó nên nói đạo tràng điện Diệu Thắng này là cát tường nhất. Cầu Na Mâu Ni thấy vô ngại, trong những cát tường vô thượng nhất, Phật đó từng vào cung điện này, thế nên nơi này cát tường nhất. Cầu Na Mâu Ni dịch là kim tịch, kim có quang minh, tịch là vô ngại, chỗ thấy của vị Phật đó chẳng có chướng ngại, trong tất cả việc cát tường là cát tường vô thượng nhất. Vị Phật Cầu Na Mâu Ni đó đã từng vào trong điện Diệu Thắng để vì chư thiên dễ nói Kinh Hoa Nghiêm, do nhân duyên đó cho nên nói điện Diệu Thắng là đạo tràng cát tường nhất. Ca La Kiều Đà như núi vàng, trong những cát tường vô thượng nhất, Phật đó từng vào cung điện này, thế nên nơi này cát tường nhất. Ca La Kiều Đà dịch là phiền não đã đoạn sạch, thân thể của vị Phật đó như là núi vàng, vàng thì thanh tịnh, núi thì chẳng động, trong tất cả việc cát tường là cát tường vô thượng nhất. Vị Phật Ca La Kiều Đà trong quá khứ đã từng vào điện Diệu Thắng để vì chư thiên diễn nói Kinh Hoa Nghiêm, vì nhân duyên đó cho nên nói điện Diệu Thắng là đạo tràng cát tường nhất. Phật Tỳ Xá Phù Sạch Ba Cấu, trong những cát tường vô thượng nhất, Phật đó từng vào cung điện này, thế nên nơi này cát tường nhất. Tỳ Xá Phù dịch là biến nhất thiết tự tại, vị Phật đó chẳng có ba cấu. Ba cấu tức là nghiệp hiện tại, hạt giống quá khứ, tập khí thuở xưa,
Cũng có thể nói thần miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, chẳng có một chút nhiễm bụi. Vị Phật Tỳ Xá Phù trong quá khứ đã từng vào điện Diệu Thắng, để vì chư thiên diễn nói Hoa Nghiêm pháp lớn. Do nhân duyên đó, cho nên nói đạo tràng điện Diệu Thắng cát tường nhất. Thì khí Như Lai lìa phân biệt, trong những cát tường vô thượng nhất, Phật đó từng vào cung điện này, thế nên nơi này cát tường nhất. Thì khí dịch là chỉ kế, vị Phật đó như minh châu trong búi tóc, lìa khỏi tất cả sự phân biệt, đầy đủ đại trí huệ, chiếu thấu các pháp thật tướng. Ngài đến nơi nào thì nơi đó cát tường. Như Lai thi khí đó đã từng vào điện Diệu Thắng để vì chư thiên diễu nói Hoa Nghiêm pháp lớn. Do nhân duyên đó cho nên điện Diệu Thắng là cát tường nhất. Phật Tỳ Bà Thi như trăng rằm trong những cát tường vô thượng nhất, Phật đó từng vào cung điện này, thế nên nơi này cát tường nhất. Tỳ Bà Thi có bốn ý nghĩa, đó là tịnh quán, thắng quán, thắng kiến, biến kiến. Giống như mặt trăng tròn, trí đầy, đây là biến kiến, tức là thấy khắp, phá sạch hoặc hết, đây là tịnh quán, vừa tròn và tịnh, đây là thắng quán, thắng kiến. Vị Phật đó như đêm trăng rằm chiếu khắp tất cả, Ngài đến nơi nào thì nơi đó cát tường. Vị Phật Tỳ Bà Thi đó trong quá khứ đã từng vào điện Diệu Thắng để vì chư thiên diễn nói Hoa Nghiêm pháp lớn. Do nhân duyên đó cho nên điện Diệu Thắng là cát tường nhất. Phật xa thấu rõ đệ nhất nghĩa, trong những cát tường vô thượng nhất, Phật đó từng vào cung điện này, thế nên nơi này cát tường nhất. Phất xa dịch là tăng thịnh, tức cũng là nghĩa lý thủ thắng. Vị Phật đó minh bạch thông đạt đạo lý đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa tức là trước một niệm chưa sinh. Nếu có một niệm thì chẳng phải đệ nhất nghĩa. Một ngày nọ, Bồ Tát Văn Thù hỏi Ngài Duy Ma Cật rằng, gì là đệ nhất nghĩa? Ông Duy Ma Cật im miệng chẳng nói. Do đó có câu, bất nhị pháp môn hưu khai khẩu, đệ nhất nghĩa đế mạc phong đàm. Một khi nói ra tức là đệ nhị, đệ nhất nghĩa đế là một câu cũng chẳng có. Trong những cát tường là vô thượng cát tường nhất. Vị Phật Phất Xa đó trong quá khứ đã từng vào điện Diệu Thắng để vì chư thiên diễn nói Diệu Pháp Kinh Hoa Nghiêm. Do nhân duyên đó cho nên điện Diệu Thắng là cát tường nhất. Đề Xá Như Lai biện vô ngại, trong những cát tường vô thượng nhất, Phật đó từng vào cung điện này, thế nên nơi này cát tường nhất. Đề Xá dịch là độ thuyết, muốn độ thoát tất cả chúng sinh thì phải thuyết pháp nói giáo. Vị Phật đó khéo về nói pháp, cho nên biện tài vô ngại. Trong tất cả những việc cát tường là cát tường vô thượng nhất, vị Như Lai Đề Xá trong quá khứ đã từng vào điện Diệu Thắng để vì chư thiên diễn nói Diệu Pháp của Kinh Hoa Nghiêm. Do nhân duyên đó cho nên điện Diệu Thắng là cát tường nhất. Phật Ba Đầu Ma Tịnh Vô Cấu, trong những cát tường vô thượng nhất, Phật đó từng vào cung điện này, thế nên nơi này cát tường nhất. Ba đầu ma dịch là hoa sen đỏ, thân tâm của vị Phật đó thanh tịnh giống như hoa sen, chẳng có nhiễm bụi bặm. Trong những việc cát tường là cát tường vô thượng nhất, vị Phật Ba Đầu Ma đó trong quá khứ đã từng vào điện Diệu Thắng để vì chư thiên diễn nói Diệu Pháp Kinh Hoa Nghiêm. Do nhân duyên đó cho nên điện Diệu Thắng là cát tường nhất. Nhìn đằng Như Lai Đại Quang Minh, trong những cát tường vô thượng nhất, Phật đó từng vào cung điện này, thế nên nơi này cát tường nhất. Nhìn đằng Như Lai lúc ban đầu phát tâm thì thân phóng quang minh giống như đèn sáng, về sau đời đời kiếp kiếp tu phước tu huệ, khi tu hạnh Bồ Tát thì sinh tu sáu độ, rộng hành vạn hạnh, trong mỗi một đời thân đều phóng đại quang minh, cho nên gọi là Nhìn đằng Như Lai. Vị Phật đó chẳng những có đại quang minh mà còn đầy đủ trí huệ. Ngài là vị Phật thứ ba trong kiếp hiện. Ngài đã từng thọ ký cho Phật Thích Ca Mâu Ni trong những việc cát tường là cát tường vô thượng nhất. Vị Phật Nhiên Đăng đó đã từng vào điện Diệu Thắng để vì chư thiên diễn nói Diệu Pháp Kinh Hoa Nghiêm. Do nhân duyên đó cho nên điện Diệu Thắng là cát tường nhất. Đa số các vị Phật đều dùng đức lập tên, giống như Phật Thích Ca dịch là năng nhân tịch mặc. Năng nhân tức là động, tịch mặc tức là tĩnh. Năng nhân khắp giáo hóa tất cả chúng sinh, có từ bi hỷ xả bốn tầm vô lượng. Tịch mặc tức là thường lạc ngã tịnh bốn đức niết bàn. Như trong thế giới này, vua trời Đao Lợi do nhờ nương thần lực của Như Lai dùng kệ khen ngợi hết thảy công đức của 10 vị Phật, 10 phương thế giới,
Các vua trời Đế Thích cũng đều như thế, khen ngợi công đức của Phật. Trong thế giới Ta Bà, vua trời Đao Lợi, tức cũng là trời Đế Thích, nương đại oai thần lực của Phật, dùng cả để tán thán khen ngợi công đức của 10 vị Phật. Hết thảy vua trời Đao Lợi trong 10 phương thế giới cũng đều giống như trời Đế Thích ở cõi Ta Bà, dùng cả để khen ngợi công đức của 10 vị Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn vào điện Diệu Thắng ngồi kiết già, thì điện đó bỗng nhiên rộng lớn vô cùng, như chỗ ở của các chư thiên 10 phương thế giới cũng đều như thế. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiến vào điện Diệu Thắng ngồi kiết già, phu trên tòa sư tử làm bằng các báu phổ quang minh tạng. Lúc đó điện Diệu Thắng bỗng nhiên rộng lớn vô cùng, có thể dung nạp hết thảy các thiên chúng đến lắng nghe Phật Thích Ca Mâu Ni diễn nói diệu pháp của Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Trong 10 phương thế giới, hết thảy trời Đao Lợi, điện Diệu Thắng cũng đều như thế.